chơi dẫm rồi các bác ạ. Đấy thì tôi muốn khoe cái cây này, cái cây mà hôm có quay ở chợ đấy các bác, thì múc cái cây đấy đấy, của ông Kiện đấy. Chơi cây to to để quê, thực tế nó cũng có còn một vài chỗ cần chỉnh sửa thì mình về mình làm. Đấy các bác ạ, nó là cây xanh cũng hoàn thiện rồi, hoàn thiện rồi và nó cũng bề thế. Thì để quê, để quê thì hôm đấy mấy anh em anh Kiện thì cũng trở về quê đây, trở về quê cho luôn đây. Đấy thì khá là rậm rạp, khá là rậm rạp và dằm riếc nó rất là dày, dằm riếc dày mập. Cái dòng này nó có quả các bác nhé, rất nhiều quả nhưng mà mới cắt ấy. Đây đây mầm quả này nhưng mà mới cắt nên là nó chưa quả. Bây giờ em phải rút dăm đây, nó to quá. Đây này, quả nó như thế này. Đấy. Bây giờ rút mình dăm nó mập này. Chỉ để một thời gian nó to bằng ngón tay luôn. Nó rất là khỏe. Bây giờ rút dăm các bác nhé. Rút dăm thì đang tính là chắc là chỉ cắt thôi. Chứ vật lá cái này chắc hết ngày. Vật lá vật sạch thì hết ngày. Đấy thì đang tính là cắt thôi. Video này tạm thời là cắt xong rồi khoe các bác, chơi tán cho nó mát sân cái đã, xong rồi lần thứ hai chắc chỉ tầm tháng nữa thôi là rút được, dày nhanh mùa mưa mà các bác. Đấy. Bây giờ chủ yếu là khoe cây này và làm cây này và trình bày những cái hướng đi cho tương lai cho cái cây này. Đây bệ biếc thì nó bệ biếc nó cũng được tạm được, nhưng mà thời gian mà cây này nó lâu năm lên thì nó đẹp, nó sẽ rất là đẹp. Bệ nó tứ diện xung quanh nó bệt lại thì nó rất là đẹp, rất là đẹp. Mặt này cũng rất là đẹp, mặt kia thì mặt thuận hơn nhưng mà mặt này mới là mặt đẹp, mặt kia nó chỉ thuận hơn thôi thì để làm mặt chính. Đó. Thật lá không? Lá. Đấy. Đây các bác nhìn này. Nó bệt sau thì thời gian nó phun những cái rễ ở đầu rễ này ra và cũng những cái rễ ở trong nó dính lại đẹp.
À, chú bác vừa mới dọn đi rồi. Sao thú Dương ở đây đi nào? Nhiều quả lắm các bạn, quả bé bé nhỏ nhỏ chi chít nhiều lắm. Đâu nhỉ? Ví dụ như cái em lấy một cái đang đi tìm một cái nách lá để khoe các bác, cái quả cắt đi hết. Nhiều quả lắm, mà nó bé quá nên nhìn hơi khó. Đây này. Ví dụ như cái này, đây, hai cái quả đây, nhiều lắm, cắt đi hết này. Đây, quả dày, rất nhiều quả, cái dòng xanh này, dòng xanh siêu quả này. Quả nó vàng ươm, quả to, còn răm nó mập lắm, mà không cắt liên tục thì nó phá thế ngay. Định là chút răm nhưng đấy, các bác chỉ cắt không mà đã mất tối rồi. Thì hẹn các bác ở cây khác sẽ rút răm cây này thì mất một ngày và chỉnh sửa cái bộ đế này, xong rồi mới đi vào ổn định như cây này. Đấy, cơ bản sơ bộ bây giờ chỉ cắt và định hình là chia bông như này, sau khi chia lại bông với cây này. Thứ hai là sẽ vít ít van cái tay này thấp xuống tí nữa, van cái tay này thấp xuống tí nữa. Đấy là mặt chia trước nhé. Còn mặt sau thì sẽ quay những cái điểm chỉnh sửa sau. Đấy, ví dụ bông kia có thể sẽ bỏ đi, bông thò thò kìa, bỏ đi bông đi. Đấy, cơ bản là như vậy. Thôi, trời đang muộn rồi, bây giờ được các cháu đi chơi cái bác nhé. Tạm thời khoe cây này thế thôi. Hẹn gặp lại các bác của video hoàn thiện cây này sau các bác nhé. Rất cảm ơn các bác.